Tử vi tuổi Đinh Tị 1977 năm 2022. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe và sao chiếu mệnh năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Đinh Tị nắm bắt được những điều tốt và xấu, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn, giúp mọi việc hành thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ, hãy theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi của tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 trong năm Nhâm Dần 2022 và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn, bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, thái tuế năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Đinh Tị hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của cây phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho mệnh chủ tuổi Đinh Tị sinh năm 1977. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của gia chủ tuổi Đinh Tị trong năm 2022. Nhưng mệnh chủ tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi. Họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ, có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình, áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tị là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Địa chi của cô chú tuổi Đinh Tị trong năm 2022 là Tị gặp Dần, lục hại, cần chú ý. Còn về thiên can của cô chú tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 trong năm 2022, đó là Đinh âm hỏa gặp Nhâm dương thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong năm nay, những cô chú tuổi Đinh Tị cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Tháng may mắn năm 2022 của cô chú là tháng 8 âm lịch. Xem tử vi năm 2022 của cô chú tuổi Đinh Tị cho thấy, tuổi hợp đối với mệnh chủ là Kỷ Dậu 1969, Tân Dậu 1981, Quý Dậu 1993, Tân Sửu 1961, Quý Sửu 1973 và Ất Sửu 1985. Bên cạnh đó còn có các tuổi kỵ là tuổi Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Ất Hợi 1995. Cuối cùng là sao chiếu mệnh của cô chú tuổi Đinh Tị năm 2022. Các chú tuổi Đinh Tị năm nay gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là một hung tinh thuộc vào hành kim, là sao hạn mang đến những điều không may. Bất kể đó là nam hay nữ thì cũng đều phải cẩn thận. Khi bị sao La Hầu chiếu mạng, rất dễ bị hao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm hay bệnh tật khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sau này rất chủ mồm miệng, sẽ gặp phải các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp, hoặc sẽ có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng, không đáng có. Còn với các cô tuổi Đinh Tị trong năm Nhâm Dần, được sao Kế Đô chiếu mệnh. Sao Kế Đô hay còn gọi là Kế Đô tinh quân, trông coi. Kế Đô là sao tam cửu khóc bi ai, mang đến sự buồn khổ, chán nản. Đây được coi là một hung tinh với cả nam và nữ. Chính vì thế, năm nào bị sao Kế Đô chiếu mệnh xem như năm đó bị xấu,
đặc biệt ảnh hưởng rất xấu đến phái nữ. Riêng những người có thai hay sinh đẻ khi gặp hạn sau này thường ít bị ảnh hưởng. Ngoài ra khi gặp hạn sau này, mưu sự thường khó khăn, thành ít bại nhiều. Tuy nhiên nữ giới đừng kỵ nhiều hơn nam giới, cần chú ý tháng 3, tháng 9 âm lịch. Ngoài ra, việc tìm mảnh tránh giữ là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an và giải hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ ngày sau giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng ngày sau giải hạn, thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ cho tất cả mọi người, mọi nhà. Đặc biệt là những mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Để đăng ký tham gia nghi lễ ngày sau giải hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy Gia Cát. Và trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy để đặt lịch gặp thầy, được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy và các vấn đề trong cuộc sống mà mệnh chủ đang gặp phải. Đặc biệt, cô chú tuổi Đinh Tỵ năm 2022 cần cẩn trọng chú ý trong tháng Tân Hợi, tức tháng 10 âm lịch, từ 25 tháng 10 đến 23 tháng 11 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Đinh Tỵ. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đâu ập tới. Vào những ngày này, mệnh chủ tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu cứ tiến hành vào những ngày này, có thể gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, cô chú tuổi Đinh Tỵ không nên tiến hành công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của cô chú tuổi Đinh Tỵ năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem vận trình sự nghiệp năm 2022 của cô chú tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 cho thấy, cô chú dù làm ở lĩnh vực nào cũng đều có thể giành được thành công. Nên là những người đang làm trong lĩnh vực marketing thì khả năng thành công lại càng cao, chẳng những thăng quan tiến chức mà còn có thêm thu nhập. Trong thời gian này, may mắn có các tình hỗ trợ, mọi chuyện về cơ bản khá nhẹ nhàng và thuận lợi, nhưng vẫn đòi hỏi cô chú phải kiên trì. Cô chú sẽ nhận được mức đãi ngộ tăng tiến, đồng thời cũng có thêm tiền lương, tiền thưởng cho nỗ lực của mình. Đặc biệt, để mọi việc hanh thông, thuận lợi, cô chú tuổi Đinh Tỵ cần phải mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, các mối quan hệ được phát triển, hóa giải xung khắc không may xảy ra. Đồng thời với năng lực ngưng tụ thiên, địa, nhân sẽ giúp cô chú tuổi Đinh Tỵ kích tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp, chiêu mời quý nhân phù trợ cho cô chú trong năm 2022. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Vận thế tổng thể năm 2022 của cô chú tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 rất khá, làm việc gì cũng đều có thái độ tích cực, có rất nhiều cơ hội phát triển. Cô chú hãy biết nắm bắt vận thế tốt này để phát triển sự nghiệp thì có thể tạo ra nhiều của cải. Tuy nhiên trong năm cô chú cũng gặp sao xấu phá tài. Cô chú cần đề phòng vì bệnh tật mà phải phá tài hoặc bị kẻ khác hãm hại. Bên cạnh đó, nếu như không thật sự cần thiết, cũng hết sức tránh cho vay mượn tiền, tránh việc thất tín, không trả, cũng không nên đầu tư lung tung. Trong năm nay, cô chú cũng nên làm một số việc quyên góp từ thiện, tích góp thêm phần phúc đức cho bản thân và gia đình. Đặc biệt để cải thiện vận may trong sự nghiệp và tài lộc, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Đinh Tỵ, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, tình cảm gian hậu. Trong năm Nhâm Dần, các chú tuổi Đinh Tỵ có xu hướng may mắn trong mối quan hệ yêu đương so với các cô tuổi Đinh Tỵ. Việc kết bạn nhiều hơn là tạo ra sự đột phá đối với cô chú. Thời gian này, bầu không khí trong gia đình khá tốt, sẽ không có mâu thuẫn nghiêm trọng với bạn đời hoặc con cái. Thay vào đó, hai người sẽ có một trái tim và một tâm trí để cùng nhau đối mặt
với tất cả các loại vấn đề trong cuộc sống. Điều đáng chú ý trong năm nay đó là tốt hơn hết, cô chú nên giữ thái độ trung lập trong các tranh chấp lĩnh vực và xung đột giữa người thân. Bên cạnh đó, những cô chú tuổi Đinh Tị đang có đôi, có cặp năm 2022 vẫn giữ mối quan hệ ở mức bình ổn. Còn với những cô chú đang độc thân, thời điểm này chưa thực sự sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới. Hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên cô chú tuổi Đinh Tị hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những cô chú tuổi Đinh Tị còn năng độc thân, sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Nhâm Dần. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của cô chú tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 trong năm Nhâm Dần có chút kém. Cô chú có chức năng sẽ tiêu hóa kém hoặc thèm ăn do việc bận rộn, do đó đòi hỏi phải duy trì và điều tiết đúng cách. Tốt hơn hết, cô chú nên giữ chế độ ăn nhẹ, tránh xa thực phẩm nhiều dầu mỡ. Ngoài ra, vận trình sức khỏe của cô chú tuổi Đinh Tị không có vấn đề lớn và nghiêm trọng. Thái tuế trong năm là cát tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám nên khó tránh được thương tích nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của cô chú. Cô chú cũng nên nhớ tránh đi đến những nơi ẩm ướt, tối tăm hay nhiều nước như sông, hồ, ao, suối, nơi âm khí vượng để tránh hậu họa về sau. Đặc biệt, thầy Gia Cát còn khuyên cô chú tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của cô chú Đinh Tị sinh năm 1977. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Đinh Tị trong vận trình năm 2022 theo sao hạn để hiểu rõ hơn. Trong năm Nhâm Dần, các chú tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 sẽ gặp phải hạn tam kheo. Hạn tam kheo là hạn xấu chủ về sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở tay chân. Không những vậy, khi gặp hạn này không nặng thì nhẹ, tai ương kéo đến bất ngờ. Bất kể là ai gặp hạn này đều mắc bệnh về xương khớp tay chân. Nhẹ thì đau nhức, mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương, gãy xương. Tham gia lưu thông dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm dẫn đến chết người. Trong cuộc sống thì chịu nhiều cảnh tai tiếng, thị phi, giàu tình cảm trong các mối quan hệ dễ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, bị những người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm, coi thường. Đặc biệt khi gặp hạn này chịu nhiều áp lực về tâm lý, bất an, lo lắng. Còn với các cô tuổi Đinh Tị năm nay sẽ gặp phải hạn thiên tinh. Nhắc đến hạn thiên tinh, người xưa có câu: thiên tinh phải mắc dạ tai, ngục hình. Có nghĩa thiên tinh là sao xấu chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các căn bệnh về tiêu hóa, đường ruột. Còn bị ngộ độc thực phẩm, không kịp điều trị dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Hạn thiên tinh là hạn nặng nhất với chị em phụ nữ. Khi gặp phải hạn này, sức khỏe ngày một yếu đi, mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng hấp thụ. Không những vậy, khi gặp hạn này sẽ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không được chính đáng, vướng vào vòng tù ngục, tội phạm, tay bay vạ gió, bị người khác vu khống, hãm hại. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với quý vị về vận trình của cô chú tuổi Đinh Tị sinh năm 1977. Thầy Gia Cát khuyên cô chú trong năm Nhâm Dần cần mang bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh, bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên, địa, nhân. Ngoài ra, vật phẩm phong thủy đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Đặc biệt là cô chú tuổi Đinh Tị sinh năm 1977. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại.
hoặc quý gia chủ có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức về phong thủy. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.